Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món cơm tấm thịt sườn bì chả chay. Thì đặc biệt cái miếng thịt sườn chay thì mềm dai thấm vị, còn chả hấp thì dai giòn, ăn cùng với đồ chua, dưa leo và cà chua. Nước mắm thì kẹo sệt, ngon đậm đà lại vừa ăn nha các bạn. Đây là tất cả nguyên liệu, thì mình có một củ cà gót, một củ cải trắng và 4 miếng sườn non chay, 100g miến với 10g nấm mèo đã ngâm nở. Đậu hũ trắng thì mình sử dụng là 2 miếng, 50g bột bắp và 30g thính gạo, 1 thìa canh nước tương, 1 ít tương ớt và 1 ít đường với 60g sáu tớp đồ nướng chay. Sườn non chay thì mình sẽ ngâm dưới nước, ngâm đến khi nào miếng sườn mềm là được. Đến phần miếng cũng vậy, mình cũng ngâm dưới nước cho mềm. Miếng này thì mình sử dụng cái loại miếng đậu xanh. Củ cà gót thì mình dùng cái bàn bào bào ra những sợi mỏng. Đến phần củ cải trắng cũng vậy, mình bào ra những sợi cho mỏng. Rồi nêm vô đây là muối, đường, với giấm để mình làm cái đồ chua. Trộn cho tất cả đều lại với nhau. Rồi khi mình để gia vị đường, muối, giấm vô thì mình trộn đều rồi mình ướp khoảng nửa tiếng nha các bạn. Nấm mèo thì mình ngâm nở, giờ cắt mỏng rồi cắt lại hạt lựu nhỏ để mình cho vô cái phần chả trứng hấp á, cho giòn ngon. Còn củ cà gót á, thì mình cũng cắt hạt lựu nhỏ ra. Miếng thì mình cắt miếng vừa ăn để trộn vô cái phần chả. Đậu hũ thì mình sẽ làm cho phần đậu hũ này thật là nhuyễn. Đậu hũ á, mình làm cái chả trứng hấp á, thì sẽ béo bùi. Khi tất cả nhuyễn xong rồi thì mình sẽ nêm gia vị vô để mình làm cái phần chả. Thì mình cho cái phần miếng vô. Thì các bạn không sử dụng miếng, mình có thể thay thế bằng bún tàu. Rồi cũng để nấm mèo, cà gót sắc nhỏ vô. Nêm gia vị như là hạt nêm và nước tương. Mình cũng thêm vô đây là đường với một ít tiêu xay. Ngò gí mình cắt nhỏ để vô giúp phần chả được thơm. Rồi mình cho cái phần bột bắp vô cho có độ kết dính. Thêm vô đây là dầu màu điều. Trộn cho tất cả đều lại với nhau. Thì các bạn không sử dụng bột bắp, mình có thể thay thế bằng bột năng hoặc là bột mì nha. Sử dụng một cái khuôn và có quét cái dầu ăn ở dưới cho đều, rồi xong mình để chả vô để mình hấp. Thì mình quét dầu ăn như vậy, khi chả hấp chín đem ra sẽ dễ. Rồi làm cho cái khuôn chả này thật là dẻ chặt. Thì phần chả giờ mình làm cũng dẻ chặt rồi, sẽ đem đi hấp. Thì cái chả trứng hấp này mình sẽ hấp thời gian là nửa tiếng nha các bạn. Đến phần sườn chay thì mình ngâm nở rửa sạch. Giờ thì một phần mình sẽ thái ra như vậy. Mình thái ra cái miếng cho nó hơi dài một tí. Phần còn lại thì mình để nguyên nha các bạn. Rồi cho dầu ăn vô chảo, mình sẽ đem chiên những cái miếng sườn non này. Chiên cho vàng đều hai mặt. Trở bề đều lại thì các bạn không chiên mình có thể đem đi nướng cũng rất là ngon. Mình nướng hoặc là mình chiên ăn cùng với cơm tấm đều ngon. Và cái miếng sườn non chay thì như vậy cũng vừa vàng rồi. Mình sẽ gấp ra giấy thấm dầu, tiếp tục chiên những miếng còn lại. Đến phần chả thì mình hấp nãy giờ cũng chín rồi. Thì mình sẽ quét cái phần
dầu màu điều với bột năng lên để mình tạo cái màu cho được đẹp. Thì ở đây mình cho bột năng vô trong cái chén khoảng chừng 2 thìa canh với 2 thìa canh dầu màu điều, rồi cái mình khuấy đều cho tan đều cái phần bột ra, xong rồi mình quét lên trên cái chả như gì. Rồi tiếp tục mình hấp khoảng 5 phút nữa nha các bạn. Còn cái cơm tấm này mình sẽ đem đi nấu cho chín. Và đây là phần chả thì mình hấp giờ tất cả cũng chín rồi. Mình sẽ đem ra ngoài rồi để cho nguội. Mình để nguội như vậy khi mình lấy ra rất là dễ. Miếng thì mình sẽ đem luộc, luộc cho cái miếng này vừa chín tới. Và miếng khi mình luộc vừa chín tới rồi đổ ra gỗ để cho ráo phần nước. Thì đây cái phần miếng cũng ráo phần nước, mình sẽ cho vô tô rồi nêm gia vị như là hạt nêm với một ít đường, để cái thính gạo vô để mình trộn làm cái phần bì chay. Về cái phần gia vị bì chay này thì các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình á, thì cái phần bì như gì cũng được rồi. Giờ mình sẽ đi nấu phần nước mắm. Mình cho một chén nhỏ nước mắm vô với nửa chén nhỏ nước nóng và đường nửa chén nhỏ. Khuấy đều cho phần gia vị tan đều. Nấu cho cái nước mắm này á sệt lại. Thì cái nước mắm để ăn cùng với cơm tấm thì mình phải nấu cho kẹo lại như vậy á, thì nước mắm nó sẽ ngon á. Và phần nước mắm thì mình nêm nếm gia vị cũng vừa ăn rồi, cũng kẹo lại rồi á, mình đem ra ngoài rồi để cho nguội. Còn đây là sốt ớt đồ nướng, mình sẽ để vô chảo để đi nấu cái phần sốt. Và tương ớt, nước tương với đường, và thêm cái nước lọc vô. Rồi khuấy đều cho phần gia vị nó tan đều, nấu cho cái sốt này sôi lên và kẹo lại. Khi tất cả cũng sôi lên kẹo lại và nêm nếm cũng vừa ăn rồi, thì mình để cái sườn non vô. Khi để vô mình trở bề qua lại để cho gia vị sốt nó thấm đều vào trong miếng sườn non. Và phải có cái sốt ớt đậu nướng mới cho ra cái vị của cái thịt sườn chay hơn nha các bạn. Như vậy nó sẽ ngon á. Rồi cứ chở bề qua lại như vậy. Và miếng thịt sườn chay thì như vậy cũng được rồi, gia vị cũng thấm đều rồi á. Còn đây là nước mắm mà nãy mình nấu giờ cũng nguội rồi, mình sẽ đổ ra chén để mình cho cái phần ớt bằm không cay vô. Thì ở đây mình để vô là nửa trái ớt bằm không cay. Các bạn thích ăn ớt cay mình có thể thêm cái phần ớt cay vô. Còn đây là phần chả hấp thì mình để nguội rồi, giờ sẽ đem ra cho các bạn xem nha. Chả thì rất là dễ chặt và kết dính. Giờ mình sẽ cắt miếng ra. Thì chả mình làm từ đậu hũ với nấm mèo và cà gót. Khi ăn cái miếng chả có cái vị béo bùi từ đậu hũ và độ giòn từ nấm mèo với cà gót. Mình sẽ cắt ra những cái miếng vừa ăn. Ở đây thì mình chuẩn bị một chén cơm tấm để vô trong cái dĩa, rồi mỗi thứ mình cho một ít lên như là cà chua và dưa leo, bì chay với thịt sườn chay vô. Thì một phần mình sẽ cắt ra những miếng vừa ăn. Rồi mình cũng để chả hấp vô. Với đồ chua. Và nước mắm. Mình để lên đây cái ngò gí nãy mình phi với dầu ăn. Và món cơm tấm sườn bì chả chay mình cũng làm xong rồi. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.